Chào tất cả anh em. Như anh em cũng đã biết rồi, DJI Osmo Action 5 Pro đã ra mắt. Như anh em cũng đã biết đó, thì là tất cả những con Action của DJI á, nó chỉ có một cổng duy nhất, đó là cổng Type-C để kết nối. Thì bây giờ hiện tại thì mic anh em có nhiều lắm. Mic thì anh em có mic cổng Type-C cũng có, mic cổng 3.5 cũng có. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cái vấn đề chính ở đây, đó là về âm thanh kết nối như thế nào, các chuyện như làm sao. Thì đầu tiên đi, mình sẽ đi cái nhiều tiền nhất. Thì anh em mua một con DJI Mic 2. Thì hiện tại DJI Mic 2 nó kết nối với Action 4, kết nối được một mic. Còn con Action 5 Pro mới ra kết nối được hai mic. Thì cái giá của con DJI Mic 2 thì nó rơi vào khoảng 2,5 triệu, hàng new, 2,5 triệu với hàng new, hàng qua sử dụng tầm 2,1 triệu. Đối với những anh em nào mà ít hơn thì anh em sẽ dùng các chuyển Type-C ra 3.5 để anh em dùng. Hiện tại bây giờ tất cả các mic mà anh em thấy á, thì là nó là jack 3.5 và 3 khắc. Nhưng mà khi anh em mua jack chuyển á, anh em phải chú ý một chút xíu. Tại vì mic của mình là 3 khắc mà mình mua cái cổng chuyển của nó là 4 khắc thì anh em cắm vô nó sẽ không nhận nha. Một số hãng thì không biết như thế nào, nhưng mà thì theo nguyên lý là mic 3 khắc thì mình nên mua cái cổng cái từ Type-C ra một cái jack adapter á, cổng cái của 3.5 á, là cũng phải 3 khắc thì nó kết nối được với âm thanh. Đặt trường hợp mà anh em lỡ mua cái jack 4 khắc rồi, mua cái jack từ Type-C ra 3.5 á mà 4 khắc rồi, thì anh em phải mua một cái mic là 4 khắc thì anh em cắm vào thì mic nó mới nhận trên con Action 4 nha. Rồi, cũng nói qua một chút xíu, nãy giờ âm thanh anh em đang nghe á là âm thanh mình gắn từ một con mic lab gắn trong nón bảo hiểm. Cái mic của mình nó là tới 4 khắc lận. Thì mình kết nối chung với lại cái cổng chuyển từ Type-C ra 3.5, ở đầu cái 3.5 của thằng Apple nha. Mà âm thanh anh em nghe nãy giờ á, thì là âm thanh này nó là từ gắn trong nón và mình mở cái miếng tre nè, mình mở cái kính ra, mình chưa có cụp cái kính xuống, mình đang vẫn đang mở cái kính này lên nè để mà nói chuyện thì sẽ có gió thổi vào. Nhưng mà trong cái mic này mình có gắn một cái bông lọc gió này nha. Tiếp tục ha, cái vấn đề về mic thì một số hãng nó sẽ công bố thẳng luôn cho anh em, đó là gì, đó là cái mic này nó có mấy khắc. Mình thấy của thằng Boya, cái thằng Boya từ Type-C qua 3.5 á, thì cái sợi mà cái mã của nó là Boya by K4, cái mic đó nó ra một cái đầu cái 3.5, đó là 3 khắc TRS, nó có ghi ở trên thông số luôn. Thì mình mua cái đó thì nó phù hợp với tất cả các mic lab hiện tại bây giờ. Mic lab hiện tại bây giờ anh em mua đa số nó chỉ là 3 khắc thôi. Có một số nái cái đặc biệt đó là 4 khắc để cho cả thu âm trên máy tính rồi thu âm trên điện thoại. Anh em bắt đầu nghe âm thanh, mình sẽ kéo cái kính xuống và nói chuyện với anh em thì mình nghĩ là nó sẽ không có tiếng gió nhiều đâu ha. Rồi. Đó, đây là âm thanh mà anh em đang nghe từ một cái mic gắn trong nón bảo hiểm, gắn một cái bông lọc gió và cục kính xuống. Anh em nghe thấy âm thanh của nó khá là ổn đúng không? Đó, nghe tới sẽ có vẻ nó ấm hơn. Thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em về cái vấn đề này. Thì khi mà anh em mua mic á, thì anh em chú ý một chút xíu. Thì hôm bữa mình mua một cái mic cổng Type-C, mình cắm vào thì nó vẫn nhận âm thanh nha. Mình nói nó vẫn lên sóng, nhưng mà cái tiếng của nó mình nghe ra nó nghe giống như bị tịt mũi á, rất là khó chịu. Nên á, mình vẫn dùng cổng 3.5 ha. Nhưng cổng 3.5 thì mình gắn cái mic vô. Mình tóm lại thì bây giờ ấy, khi anh em mà mua một cái thiết bị âm thanh mà để gắn lên trên cái Action 4 thì nó sẽ có hai phương án để cho anh em mua. Thứ nhất đó là anh em mua cái mic wireless của thằng DJI Mic 2 kết nối vào, đi mưa đi gió không thành vấn đề, anh em có thể nói gắn mic đó trong nói ok tất cả mọi thứ. Thứ hai, phương án thứ hai đó là anh em mua cái đầu chuyển từ Type-C của 3.5, và khi 3.5 thì anh em chú ý đó là 3 khắc hay 4 khắc, và cái đầu mic của anh em, mic của ông của anh em nó cũng phải 4 khắc hay là 3 khắc. Rồi, một cái vấn đề quan trọng nữa đó là khi anh em gắn cái mic vào bên trong nón á, thì anh em nhớ gắn thêm một cái bông lọc gió nha, thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều ha. Khi gió thổi tới thì nó đã triệt tiêu được cái tiếng gió đó rồi. Đó, thì đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em về thiết bị âm thanh, về những cái gì mình cần thiết để gắn lên trên cái một con Action để mình chia sẻ cho một cái chuyến hành trình của mình bằng cái video vlog như thế này ha.
Đây là cái đường đi, đường trên kia em thấy là xe cộ đang chạy trên, đó là cái cao tốc Long Thành và Dầu Dây. Hiện nay thì cái nhu cầu mà anh em gắn để có dung làm hiện nay thì cái nhu cầu mà anh em gắn action cam lên trên nó cũng khá là nhiều khi anh em đi du lịch, về setting âm thanh ở trên cái con action 4 như thế nào. Thì mình cũng nhìn thấy, mình cũng có tìm hiểu khắp ở trên YouTube thì đa số như anh em làm về cái dạng motor vlog thì mấy anh em cũng chia sẻ về cái việc set mà âm thanh, thì mình cũng đã set thử. Thì tất cả các em đó, đa số anh em sẽ set từ âm 10 đến âm 12. Thì tại sao là âm 10 đến âm 12? Tại vì khi mình nói trong cái motor vlog thì cái mic mình để sát ở miệng của mình ngay bên má này, thì cái âm thanh của mình nó ra rất là to. Mình phải để lên chữ âm 12, âm 10 đến âm 12 để mà làm gì? Để âm thanh nó không bị bể. Nhưng mà mình để về âm 12 thì cái tiếng của mình nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà về nhà mình tăng cái âm lượng nó lên thì âm thanh nó sẽ không bị bể. Nên nó khá là ok. Nói trong Sài Gòn không chạy được tốc độ cao. Sài Gòn không có chạy nhanh được. Bây giờ về đây bắt đầu mình chạy nhanh thử xíu lên để mà coi anh em nghe được cái tiếng chó khi mình không có kéo cái kính xuống nha. Rồi giờ là mình kéo kính xuống, mình nói chuyện tiếp tục với anh em nè, để mà nó sẽ có hai sự âm thanh nó khác nhau. Rồi đây là âm thanh khi mình kéo kính xuống đây, nghĩa là mọi người vẫn nghe được cái tiếng của ở ngoài nè, tiếng xe cộ nè, tiếng động cơ nè, tiếng máy xe nè mình chạy nè.